Cô Hương xin trình bày chia sẻ đến quý thầy cô về nhóm tác giả tham gia vào bộ sách Công nghệ 7. Thứ nhất là Phó giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hoàng, thầy là tổng chủ biên của cả bộ sách Công nghệ. Thứ hai là Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Minh Giới, thầy là chủ biên của sách Công nghệ 7. Hai thầy Lê Huy Hoàng và thầy Đồng Minh Giới là thành viên của nhóm phát triển chương trình Công nghệ 2018. Thứ ba là tiến sĩ Cao Bá Cường, thầy là một chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi. Thứ tư là phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Đàn, thầy là chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi. Thứ năm là tiến sĩ Bùi Thị Thu Hương, là em ạ, hiện tại em đang công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thứ sáu là phó giáo sư tiến sĩ Kim Văn Vạn, thầy là một chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản. Đây là các thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực giáo dục cũng như là nghiên cứu khoa học, có nhiều các hợp tác quốc tế, rất nhiều cái thành tựu trong các lĩnh vực mình mà các thầy cô đang hoạt động. Cô giới thiệu. Sao em giới thiệu này không nhớ được không? Dạ vâng, thầy tôi sẽ tiếp tục cái phần trình bày. Thì thưa với thầy cô là cái buổi làm việc ngày hôm nay thì với cái mục đích là các tác giả sẽ thầy giáo và cô Hương thay mặt cho các tác giả sẽ đến báo cáo với thầy cô về những cái điểm cơ bản nhất của sách Công nghệ 7, bộ sách kết nối, với cái mục đích là giúp quý thầy cô có thể hiểu một cách cặn kẽ nhất, tường minh nhất về những nội dung và cấu trúc đã được trình bày trong cuốn Công nghệ 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, giúp thầy cô có thể triển khai cái kế hoạch bài dạy cũng như là thực hiện những cái bài dạy trong cái năm học 2022-2023 một cách thuận lợi nhất. Với cái tinh thần như vậy thì rất mong nhận được sự hợp tác từ quý thầy cô. Chúng ta sẽ có những cái trao đổi hai chiều. Phía thầy giới và cô Hương thì sẽ báo cáo với quý thầy cô những cái nét cơ bản nhất của cuốn sách Công nghệ 7, cuốn sách kết nối. Về phía thầy cô thì những vấn đề gì mà còn lăn tăn, còn chưa thật sự là tường minh về cấu trúc, về nội dung cũng như là kiểm tra đánh giá của cuốn sách Công nghệ 7 nói riêng và cái chương trình công nghệ nói chung thì thầy cô có thể đặt các câu hỏi để thầy giới và cô Hương cùng với các thầy cô chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi làm rõ. Và với cái tinh thần như vậy thì rất mong là được quý thầy cô chia sẻ và hợp tác. Cái bài trình bày của thầy giới và cô Hương sẽ gồm có 5 phần. Thứ nhất là quan điểm biên soạn sách giáo Công nghệ 7. Thứ hai là báo cáo với quý thầy cô về cấu trúc và nội dung của sách. Đây là một cái vấn đề mà chắc thầy cô rất quan tâm, là vì trước khi dạy chúng ta cũng luôn luôn trông chờ là cái nội dung của sách lần này nó có gì khác so với cái sách hiện hành, những cái khác đó thì có gây cho thầy cô những khó khăn gì hay không, thế và chúng ta sẽ làm thế nào để thực hiện được những cái điểm mới ở trong cái sách lần này. Cái thứ ba là cái cấu trúc bài học ở trong sách, thì cái phần này sẽ liên quan đến câu chuyện mà chúng ta biên soạn kế hoạch bài dạy cũng như là tổ chức dạy học các bài học trên lớp. Và sau đó thì chúng ta sẽ phân tích một video minh họa, một cái bài dạy minh họa nhằm củng cố cho cái cấu trúc bài học. Và thông qua cái việc phân tích này thì quý thầy cô sẽ thêm một lần nữa chúng ta trao đổi với nhau và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm cũng như là những cái vướng mắc trong quá trình thực hiện cái kế hoạch bài dạy theo cái tinh thần dạy học phát triển năng lực của chúng ta gặp phải. Bước cuối cùng thì xin trình bày với quý thầy cô một số lưu ý trong quá trình sử dụng sách. Sau đây thì xin được trình bày vào phần thứ nhất, phần quan điểm biên soạn của cô Hương sẽ trình bày với quý thầy cô về quan điểm biên soạn sẽ học công nghệ 7. Xin mời cô Hương ạ. Về quan điểm biên soạn sách giáo khoa Công nghệ 7 thì nhóm tác giả đã có dựa lên bốn quan điểm biên soạn sách giáo khoa Công nghệ 7 như sau. Thứ nhất là quan điểm phát triển phẩm chất năng lực. Thứ hai đó là bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ ba là kết nối với thực tiễn. Thứ tư là sẽ dạy dạy học. Để đầu tiên thì cô Hương xin chia sẻ với quý thầy cô về quan điểm thứ nhất là quan điểm phát triển phẩm chất năng lực. Đây là cái quan điểm dựa theo cái thông tư 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cái điều kiện tiên quyết của mọi sách giáo khoa theo chương trình mới. Với yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục là bám sát cái yêu cầu là phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Ở đây là một cái quan điểm giáo dục mới mà chúng ta đang chuyển từ quan điểm giáo dục tiếp cận nội dung sang quan điểm phát triển phẩm chất năng lực.
Điều này thì chắc quý thầy cô đã được tiếp cận khá là lâu rồi. Và với quan điểm phát triển phẩm chất năng lực này thì đã thể hiện trong cái yêu cầu về cấu trúc, ngôn ngữ sử dụng và hình thức trình bày trong sách giáo khoa để đảm bảo về phát triển được phẩm chất năng lực của học sinh. Quan điểm thứ hai, trong quá trình biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7 mà nhóm tác giả đã chú ý, đó là quan điểm bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với sách giáo khoa công nghệ 7 của chúng ta rất là may mắn vì có hai thầy, đó là thầy Thế Hoàng, phó giáo sư tiến sĩ Tiến Hiệu Hoàng và phó giáo sư tiến sĩ Đồng Thế Giới, là các thầy cô là ban trong ban phát triển chương trình 2018, cho nên việc mà truyền tải và việc cho nên là việc theo sát cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và truyền tải trong sách giáo khoa công nghệ 7 chúng ta vô cùng thuận lợi. Với cái việc bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cái mục tiêu yêu cầu là để phát triển cái phẩm chất chủ yếu năng lực chung được cốt lõi nêu trong chương trình của tổng thể. Ngoài ra thì cái sự bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng yêu cầu về mặt nội dung, về mặt mục tiêu cũng như là yêu cầu cần đạt trong chương trình một công nghệ nâng bậc. Về cái tiếp theo là để bám việc bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã định hướng nhóm tác giả về mặt biên soạn, về mặt phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá dạy học công nghệ, yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình giáo dục phát triển cơ bản toàn diện. Đây là quan điểm thứ hai, tôi xin trình bày tiếp quan điểm thứ ba. Quan điểm thứ ba biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7 là quan điểm kết nối tri thức với cuộc sống, hay nói chung là kết nối thực tiễn. Đây là một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7. Cái quan điểm này thể hiện ở cái điều gì? Quan điểm này thể hiện là ở cái nội dung học tập, cái kiến thức tri thức thể hiện trong sách giáo khoa công nghệ 7 để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý cũng như trải nghiệm của học sinh năm 7 của chúng ta. Những tri thức đó là những cái tri thức chuẩn mực khoa học và hiện đại, nhưng mà lại phải phù hợp với cái đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Và những cái tri thức này là những cái tri thức mà có thể giúp các em giải quyết được những cái vấn đề của cuộc sống, cho nên mới gọi là kết nối với thực tiễn, là kết nối tri thức với cuộc sống. Như vậy có thể nói rằng cái công nghệ của chúng ta nói chung hay là sách công nghệ 7 của chúng ta nói riêng sẽ làm như một cái chiếc cầu để nối hai bờ, một bờ là tri thức nhân loại, một bờ là cuộc sống. Thì tri thức nhân loại sẽ làm cho cuộc sống của nhân loại sẽ tốt hơn, và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái tri thức trong sách giáo khoa công nghệ 7, những tri thức cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ của Việt Nam cũng như thế giới sẽ giúp các em giải quyết những vấn đề của cuộc sống, những cái vấn đề xung quanh cuộc sống các em. Như vậy đó là cái chúng ta thấy rằng đó là thể hiện cái vai trò của công nghệ chúng ta. Để thể hiện được cái sự kết nối này thì trong sách giáo khoa công nghệ 7 của chúng ta sẽ coi trọng cái phần trải nghiệm thực hành và vận dụng trong bài học. Các em sẽ được thực hiện cái việc thực hành nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và vận dụng những cái kiến thức của các em để giải quyết những cái vấn đề của các em. Đó là cái quan điểm thứ ba. Quan điểm khi mà các tác giả rất chú ý trong quá trình biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7.
Quan điểm thứ tiếp là quan điểm thứ tư là quan điểm dễ dạy dễ học. Quan điểm dễ dạy dễ học này sẽ thể hiện trong từng cấu trúc cũng như là nội dung trong sách giáo khoa công nghệ bài lần này. Như thế nào là dễ dạy dễ học? Dễ dạy dễ học thì quý thầy cô sẽ thấy rằng nó được thể hiện trong từng bài, từng chương trong sách. Không biết là các thầy cô đã nhận được sách giáo khoa chưa? Thì các thầy cô sẽ thấy rằng là với cái cấu trúc của sách giáo khoa, với việc tăng cường sử dụng kênh hình, tăng cường cái thực hành trải nghiệm, cho nên là cái việc các em học sinh tiếp cận sẽ học sẽ dễ dàng hơn, sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Cái việc thực hành thực nghiệm của các em sẽ giúp các em tiếp cận những cái tri thức một cách nhẹ nhàng và hấp dẫn. Quý thầy cô sẽ cũng sẽ thấy rằng là cái việc dạy học sẽ với những cái nội dung căn bản cốt lõi thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra cái việc dễ dạy thể hiện cái ý tưởng tượng sư phạm trong sách giáo khoa công nghệ 7. Với những cái hoạt động sư phạm là những cái yếu tố chính để giúp quý thầy cô lần này sẽ thấy được cái việc dạy học nói chung cũng như là dạy học sách giáo khoa công nghệ 7, một sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo Việt Nam rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng, thiết thực và hấp dẫn với các em học sinh. Với những cái hoạt động sư phạm tích cực và trong việc tích hợp những kiến thức liên môn xuyên suốt trong chương trình, thì thầy cũng sẽ có thể thúc đẩy được những giáo dục STEM, những giáo dục ngữ nghiệp, giáo dục tài chính hay là giáo dục bảo vệ môi trường vân vân trong quá trình dạy học. Cho nên cái bài học dạy của quý thầy cô chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn, chắc chắn sẽ là một cái như là một buổi, cũng mỗi buổi dạy của quý thầy cô sẽ như là các buổi thực hiện cái nhiệm vụ tổ chức những trò chơi giáo dục, trò chơi trí tuệ cho các em học sinh nhằm giúp các em phát triển cái phẩm chất và năng lực theo cái thông tư 33. Vâng ạ. Như vậy cô Hương vừa trình bày xong với quý thầy cô những quan điểm biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Rất mong cái ý kiến phản hồi những băn khoăn và những cái chia sẻ của quý thầy cô về quan điểm biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7. Chúng ta sẽ dành cho thời gian sau mỗi một sau mỗi những nội dung thì chúng ta sẽ có một thời gian nào để trao đổi với nhau về những nội dung đó và những cái nội dung liên quan ạ. Ngoài ra thì cuối giờ chúng ta sẽ có những cái đã có một khoảng thời gian để trao đổi với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên dừng lại để trao đổi với nhau để chúng ta có thể hiểu hơn về cái cuốn sách mà chúng ta sẽ sử dụng trong lần này gần này. Còn xin mời quý thầy cô gửi các góp ý cũng là băn khoăn hay những chia sẻ của mình để quan điểm biên soạn sách giáo khoa công nghệ 7 là cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Xin mời quý thầy cô ạ. Thầy cô có thể gửi những cái ý kiến của mình lên hộp trò chuyện hoặc là thầy cô có thể giơ tay bên kỹ thuật viên sẽ cùng quyền với quý thầy cô ạ. Giơ tay và quý bên kỹ thuật viên có cùng quyền với thầy cô để quý thầy cô có thể mở mic và cam ạ. Thank you.
Vâng, có ý kiến nữa thì cô cho rằng là xin link của nhóm Zalo Facebook với sự công nghệ và kết nối mới chi thức của cuộc sống để chúng em tiếp học. Vâng, thì cái nhóm Zalo Facebook này thì sẽ thêm cơ hội với thầy cô sau thì biết rất chắc được thì chúng ta sẽ trao đổi trên cái trang này trên cái nhóm này ở trên cái group này. Với quý thầy cô có những ý kiến chia sẻ về cái mảng tiếng Việt sản xuất tăng khoa công nghệ bảy này ạ?
Và Vâng, tôi phiêu xem trang phim sinh phụ của là lục 1, 1, 2, 2, 3 3 đấy ạ. Thì cô có Cô thể có thể giải nắm thích rõ hơn hơn cái cụ cục một 1, 1, 2, 2, 3 3 là là cái cái cục cụ cục gì gì không không ạ? ạ? Vâng. Nếu Và tạm tạm thời thời mà mà thầy thầy cô cô chưa chưa có có ý ý kiến kiến gì gì thêm thêm thì thì với cái xin việc được trình trình bày bày giúp với thầy thầy cô cô sang sang cái cái nội nội dung dung tiếp tiếp theo theo thì thầy có ý có ý kiến kiến gì gì không? Vâng, Vâng, cô cùng cũng với có cô ý ý kiến kiến rằng rằng đó đó là là phân phân phối phối chương chương trình trình và và các các trang trang ảnh ảnh tài tài liệu liệu video video để để sử sử dụng dụng ạ. ạ. Vâng ạ, Vâng, thì thì cái cái phần phần này này chưa chưa có có thầy thầy cô cô là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ được được giãn giãn đoạn đoạn dần 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 những những cái cái nội nội dung dung tiếp tiếp theo theo ạ. ạ. Và Và thì thì cái cái đề đề đầu đầu tiên tiên thầy thầy thấy thấy mới mới có có những những cái cái khoảng khoảng thôi, thôi và và thì thì thầy thầy cô cô xem xem cái cái Vâng, Vâng, thưa thưa thầy, thầy, phiêu phiêu trình trình của của trường trường tôi tôi có có ý ý kiến kiến rằng rằng là là chúng chúng tôi tôi hoàn hoàn toàn toàn nhất nhất trí trí với với quan quan điểm điểm biên biên soạn soạn sách sách giáo giáo khoa khoa của của các các tác tác giả. giả. Vâng, Vâng, cảm cảm ơn ơn ạ. ạ. Vâng, Vâng, phụ phụ lục lục 23 23 của của công công văn văn 3552 3552 về về xây xây dựng dựng kế kế hoạch hoạch giảng giảng dạy dạy của của cả cả cá cá nhân nhân và và của của chuyên chuyên môn môn ạ. ạ. Và Vâng, thưa thầy thưa cô thầy cô là là ngày ngày hôm hôm nay nay là là chúng chúng ta ta đang đang giới giới công công nhân nhân là là thay thay mặt mặt tất tất cả cả sách sách và và nhà nhà xuất xuất bản bản giáo giáo dục dục để để tư tư vấn vấn cho cho thầy thầy cô cô về về cái cái sử sử dụng dụng sách sách giáo giáo khoa khoa tổng tổng hợp hợp ấy. ấy. Thế Thế còn còn cái cái năm năm 53 53 ấy ấy là là công công văn văn của của Bộ Bộ Giáo Giáo dục dục của của triển triển khai khai cũng cũng như như cái cái tên tên của của cái cái việc việc là là truyền truyền tải tải cái cái nền nền tảng tảng truyền truyền thống thống về về dạy dạy học học và và vận vận dụng dụng sang sang dạy dạy học học phát phát triển triển phẩm phẩm chất chất lượng lượng cho cho ngành ngành vô vô sinh sinh để để tuyển tuyển dụng dụng để để chúng chúng ta ta tiếp tiếp cận cận cái cái chương chương trình trình 2018. 2018. Vì Vì vậy vậy cái cái câu câu chuyện chuyện này này thì thì nó nó tách tách bạch bạch thầy thầy cô cô ạ. ạ. Dạ Dạ vâng. vâng. Thì Thì thưa thưa thầy thầy cô cô tôn tôn tập tập là là vì vì ngày ngày hôm hôm nay nay thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ bàn bàn về về câu câu chuyện chuyện năm năm 52. 52. Và Và tức tức là là chúng chúng ta ta có có thể thể bàn bàn nói nói những những cái cái liên liên quan quan đến đến cái cái nội nội dung dung chúng chúng ta ta sở sở vấn vấn thôi. thôi. Thế Thế còn còn cụ cụ thể thể cái cái tinh tinh thần thần công công văn văn thì thì phải phải là là bộ bộ triển triển khai khai đến đến sở. sở. Đó Đó là là cái cái sở sở triển triển khai khai đến đến cái cái cây cây cô. cô. Và Và thế thế còn còn có có một một số số cái cái liên liên quan quan đến đến năm năm 52 52 thì thì trong trong quá quá trình trình trao trao đổi đổi với với vấn vấn đề đề của của nội nội liên liên quan quan thì thì thầy thầy giới giới thiệu thiệu cho cho sẽ sẽ giới giới thiệu thiệu với với thầy thầy cô. cô. Và trường trường trung trung học học cơ cơ sở sở thị thị trấn trấn Thư Thư có có hỏi hỏi rằng rằng là là môn môn công công nghệ nghệ 7 7 có có bao bao nhiêu nhiêu tiết tiết trình trình còn còn lại? lại? Và Thưa thưa thầy thầy cô cô là là tiết tiết trả trả lời lời bao bao nhiêu nhiêu tiết tiết chuẩn chuẩn thì thì bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta cũng cũng quan quan tâm tâm đến đến bao bao nhiêu nhiêu tiết tiết chuẩn chuẩn nữa nữa là là vì vì chúng ta chúng ta biết biết là là từ từ cái cái tinh tinh thần thần theo theo năm năm 1-2 1-2 thì thì thầy thầy cô cô đã đã đúng đúng hướng hướng dẫn dẫn trong trong cái cái việc việc là là xây xây dựng dựng kế kế hoạch hoạch của của bộ bộ môn môn và và các các kế kế hoạch hoạch của của trường trường rồi. rồi. Cho Cho nên nên là là cái cái việc việc bao bao nhiêu nhiêu tiết tiết chuẩn chuẩn là là dưới dưới việc việc là là xây xây dựng dựng thì thì đấy đấy thì thì thầy thầy thông thông báo báo với với thầy thầy cô cô là là chương chương trình trình chấm chấm giảng giảng 7 7 gồm gồm có có 35 35 nhóm nhóm tiết, tiết, tổng tổng số số là là 55 55 nhóm nhóm tiết. tiết. Đấy, Đấy, thưa thưa thầy thầy cô cô là là như như vậy. vậy. Thế Thế thì thì nếu nếu như như cái cái cách cách chia chia của của thầy thầy cô cô để để hiểu hiểu ấy ấy thì thì 35 35 nhóm nhóm tiết tiết tính tính như như 35 35 nhóm nhóm tuần tuần học học thì thì mỗi mỗi một một tuần tuần là là một một tiết. tiết. Đấy. Đấy. Thế nhưng những Những cái cái kế kế hoạch hoạch dạy dạy học học thì thì thầy thầy cô cô còn còn có có cái cái tiền tiền điều điều chỉnh. chỉnh. Thưa thầy cô trường con Hà Nừng đồng đồng ý ý với với quan quan điểm điểm biên biên soạn soạn sách sách giáo giáo khoa. khoa. Cảm Cảm ơn ơn thưa thưa thầy thầy cô. cô. Thưa Thưa thầy thầy cô, cô, thầy 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 cô có ngày hỏi Bắc rằng Hà có thầy hỏi cô cho trên hỏi hỏi những những trang trang ảnh ảnh cũ cũ cho cho sách sách năm 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 mới mới đã đã có có ở ở đỉnh đỉnh chưa? chưa? Thì cô đang Đang quan quan tâm tâm hỏi hỏi cũng cũng rất rất là là sớm sớm đúng đúng không không ạ? ạ? Thể Thể hiện hiện là là cô cô cũng cũng rất rất là là quan quan tâm tâm đến đến cái cái việc việc thực thực hiện hiện sách. sách. Thì Thì thưa thưa thầy thầy cô cô là là cái cái câu câu chuyện chuyện mà mà tranh tranh ảnh ảnh được được công công bố bố của của cái cái tiết tiết trình trình dạy dạy học học ấy ấy tức tức là là ta 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 gọi gọi là là trong trong cái cái gọi gọi là là tiết tiết trình trình dạy dạy học học ấy. ấy. Thì Thì khi khi nào nào đến 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 chủ chủ đô đô đến đến nước nước mới mới với với thầy thầy cô cô thì thì cái cái này này chắc chắc là là thầy thầy giới giới thông thông tin tin với với thầy thầy cô cô thôi thôi và và rất rất là là đồng đồng bộ bộ với với thông thông tin tin và và cái cái mà mà chúng chúng ta ta cần cần phải phải là
phải hỏi về những cái bài hỏi đúng ngành đấy, chúng ta hỏi lên phòng giáo dục, ở phòng xã hội lên sở, sở xã hội lên bộ, và cái phần giới chỉ của vấn đề được thầy cô làm trong những cái thiên viên trải nghiệm mà của Đức Nêu trong sách giáo dục 17 thì đều được bộ phê duyệt trong cái danh mục thiên viên trải nghiệm thương hiệu. Còn có thể thấy khi nào muốn đến được thầy cô như những ý kiến của mọi người thì thầy cô muốn được thầy cô. Chưa cỡ sơ 5 tháng là hoàn chỉnh nhất trí. Và các thầy cô có thể nói thêm
để cái quan điểm biên soạn sách giáo khoa về công nghệ 7 ạ, thì cô có ý kiến hay là không có ý kiến gì nên là thì cô viết thêm để chúng ta quan tâm đến việc sử dụng các bác ạ. Vâng, bây giờ tới sẽ xin được trình bày sang cái nội dung tiếp theo. Sau đó thì có vấn đề gì mà cần đổi đổi thì cô đã trao đổi tiếp. Tiếp chương trình thì chuyển sang cái nội dung thứ hai là cấu trúc chúc và vận dụng dụng sách công nghệ 7 thì đấy cái sự được giúp bạn lại cái quan điểm biên soạn thì thể tên cô là cái mô hình của trình bày tên cô là có bốn cái quan điểm chi và quan điểm kết thúc công nghệ 7 bao gồm là sách của bài thì được biên soạn cho những định hướng phát triển kinh tế cho các em học sinh bám sát chương trình giáo dục phổ thông của đảng thì tôi thấy có hai quan điểm này là hai quan điểm chung mà tất cả các bộ giáo sách đều phải đáp ứng. Cái quan điểm thứ ba là quan điểm kết nối thực tiễn là cái quan điểm dành riêng cho bộ giáo sách vì tôi thấy có rất nhiều bộ sách này có thể sử dụng để kết nối những chiếc thiết bị số học cho nên là để cái công nghệ nó có chung với các bộ khác nhau bộ sách thì công nghiệp kết nối thực tiễn cùng để kết nối tất cả các bộ giáo sách trong bộ kết nối và những cái điểm cuối cùng là thông điệp dễ dạy dạy học là thông điệp mà đã kiểm chứng để cho những công nghệ và các bộ học các vấn đề có những mô hình cái quan điểm này tuy nhiên là đây này là cái quan điểm riêng mà một công nghệ muốn gắn liền với thầy cô thì cái thứ thầy cô là như chúng ta đã biết thì trong cái môn công nghệ là một trong những hoạt động những người giới thiệu thầy cô thì công nghệ nguyên trưởng môn công nghệ nguyên liên là một trong những cái hoạt động rất là quan trọng với ý nghĩa về đời sống con người đối với nghề học sinh. Tuy nhiên là trong thực tiễn thì ở đâu đó môn công nghệ của chúng ta chưa được đánh giá đúng cái vị trí và vai trò của các trường học. Có nhiều nguyên nhân trong đó thì có những nguyên nhân khách quan và có những nguyên nhân chủ quan thì thế cho nên trong quan điểm như cái phần này ngoài với chúng tôi rất mong muốn gửi tới quý thầy cô và mong muốn quý thầy cô muốn gửi những tin tưởng của quan điểm này trong các quan điểm thực hiện về dạy học đó là gỡ bỏ một cái giải công nghệ để làm thế nào để cho nó nhẹ nhàng cho nó có thể thực hiện việc học sinh và hấp dẫn dân học sinh và nếu mà làm cái điều đó thì kẻ học sinh sẽ hiểu được công nghệ và bằng công nghệ chúng ta sẽ hiểu được đánh giá đúng cái vị trí và vai trò đó trong nhà trường trong xã hội và khi thiết bị tôi là như vậy thì từ đấy tôi sẽ có cả các quý vị tôi và dần dần những cái ý tưởng được thể hiện những quan điểm này của chính quan soạn. Sau này thì sẽ được trình bày sang cái nội dung thứ hai là cấu trúc và nguồn nội dung sách công nghệ 7. Không biết thầy cô hỏi là sách công nghệ 7 lần này thì nội dung cái nội dung gì mà thích khác với chương trình trên này thì cái phần này thầy cô sẽ xin dịch trả lời quý thầy cô. Đầu tiên là khi diện báo cáo các quý thầy cô về cái cấu trúc của sách thì thứ quý thầy cô là sách công nghệ 7 thì được cấu trúc một người phân phần trong đó thì thầy cô sẽ xin dịch trả lời quý thầy cô. Phần thứ nhất là phần giới thiệu hướng dẫn sử dụng sách của trường quốc. Phần này đặt ở đây đầy đủ sách và những cái thầy cô làm thế ở trên slide. Hướng dẫn sử dụng sách này thì nhằm mục đích gì? Thì thứ thầy cô là hướng dẫn sử dụng sách nhằm mục đích là hướng dẫn các em học sinh và thầy cô giáo đó khi mà sử dụng sách công nghệ 7 hiểu rõ từng thành phần, từng thứ mục, từng nội dung, từng slogan, từng logo ở trong sách. Hiểu rõ được cái ý nghĩa của công việc phần như vậy và đồng thời rõ được là cái cách sử dụng phần như vậy thế là nào có hiệu quả của một quá trình sử dụng sách thì kiến thức thầy cô là cái phần này nó chỉ có một trang hai trang giấy thôi nhưng mà nó rất có ý nghĩa đối với các em học sinh và kiến thức thầy giáo ở trong quá trình sử dụng sách thì vậy nên thầy vẫn mong trong quá trình sử dụng sách thì thầy cô giáo và có thể nhấn mạnh cái ý này với các em học sinh. Thưa quý thầy cô là khi sáng nay chúng ta cập nhật cái tổng vấn đề sử dụng sách này như là cái phần phần thủ tục hoặc là sẽ hiện hành chúng ta cũng không có cái phần này thì quý thầy cô hoặc nếu có quan trọng thì tính một vài câu để cho trong phần phần là phần mở đầu thôi. Thế thì thứ thầy cô là cái phần này nó sẽ nếu như có cái hướng dẫn sử dụng tổng này nó sẽ hạn chế rất là nhiều đặc biệt là hạn chế trong quá trình tiếp học của các em học sinh cũng như dân soạn mà tôi tâm rất biết là khi mà chuyển từ cái dạy học tiếp cận phần nội dung sang dạy học phát triển phẩm chất và năng lực thì những vấn đề tiếp học của các em học sinh cũng đánh chiếm một tỷ lệ rất là quan trọng để giúp cho cái quá trình
chủ động từ tự tiếp cận nội dung sáng tạo các hình thành phẩm chất của nhân vật. Cái thứ hai cô là bây giờ chúng ta sử dụng một cốc trà thôi, hay là cốc cà phê để đem không? Chỉ cần là bóc ra cho cái cốc rồi nút nó vào thì người ta cũng muốn dẫn dẫn. Và nếu tự theo của một cốc cốc sử dụng thì đôi khi là sử dụng nó rồi rồi đánh giá xem về cái chất lượng của nó. Thì đây là ví dụ là một cái lì cái quả cà phê, chúng ta chỉ nhổ đầu nó ra trọng 100 đến 200 ml thôi. Và tôi cũng phải đổ vào 1 lít. Tôi uống một cái sản phẩm về nó nhạt của chất của bị cảm bị như thế. Thế thì rõ ràng cái việc hướng dẫn sử dụng là một cái việc mà tôi thấy phải rất cần thiết nhé. Và có thể là trên chương trình TV hoặc là báo động hải nên luôn luôn có câu cầu là hướng dẫn kỹ hướng dẫn sử dụng chất kỳ dụng. Tôi hy vọng là thầy cô sẽ chuyển các công việc của học sinh và nắm kỹ hướng dẫn sử dụng chất kỳ dụng. Cái phần thứ hai được trình bày trong sách 77 đó là phần phần sách thích của ngữ. Là cần cẩn thận viết sách thì thường để theo là trong quá trình biên soạn các cẩn thận cố gắng tìm hiểu để cẩn thận gần gũi và dễ hiểu để các học sinh và các thầy cô sử dụng sách một cách thuận lợi. Tuy nhiên là lớp nó cũng không tránh khỏi những cái cẩn thận mà cuối cùng khó có thể làm cho các cường dùng mình được. Cứ chỉ như vậy mà các cẩn thận đã bắt đầu lựa chọn những cẩn thận mà chính các cẩn thận cho rằng có thể là khó đối với việc cô sinh và cứ để theo cô thì sử dụng sách thì chúng tôi đã có bình luận sách thích nhiều thuận lợi đó và thu hút sách và thì theo cô sở hữu này là để ngày là thế nào để tôi biết được một cái tin thừa đó được lợi sách thích ở cái phần sách của ngôn ngữ thì thứ của tôi là như vậy. Chúng ta chỉ việc đọc cái từ sử dụng và biết biết tiền dùng rồi dùng biết tiền ở đây thì phải dễ dễ hiểu được trả lời luôn là thứ của tôi thì thầy theo đọc sách. Nếu thầy theo cho trở thấy cái tinh thần đó một tin tâm lên và một cách thầy theo cô cần rất là vô lý đó là ví dụ như là thì cô là thầy cô cũng rất là cách sách thì cô có thể đều trang cho xã và một trang cho xã tám thì cái thầy cô thấy là ở giữa là giảm đúng không ạ, ở giữa là giảm thì tự nhiên lại có hai chữ hai cụm từ một tin tâm lên đó là tự cụm từ hay ngay lập và cái doanh nghiệp thì thầy cô hiểu rằng là những cái tình huống mà chúng ta đọc một cái cách bằng tình huống như vậy là những cái từ đã được giải thích và phần sách kiểm chứng được cái sách và cứ để tôi là cái gì thì thầy cô cũng đọc sách nếu thấy sách của từ này nó cũng từng bị đập đâm lên thì ta hiểu rằng là cái từ này này được giải thích và có phần sách kiểm chứng được cái sách. Thì cô sở hỏi là vậy thì có cái từ mà bản thân thầy cô cho rằng là nó còn chưa thực sự được hướng mình nhưng mà có tác giả cái phần giải thích thì làm thế nào? Thì thiếu thầy tôi bảo là đúng là chắc chắn trong mỗi chuyện đó xảy ra là vì đây là lần đầu tiên ra sách và nói biết cái vấn đề này cũng là do chính các tác giả lựa chọn theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Thế cho nên các tác giả rất mong là trong quá trình sử dụng sách nếu đọc vào cái vấn đề nào mà chưa thực sự hướng minh mà các tác giả chưa được vào quyển sách của ngữ thì mong cứ để tôi báo cáo sản phẩm rồi các tác giả lắng nghe và bổ sung vào cái là phần sách của ngữ là cái là cải bản tiếp theo để cho sách càng ngày càng cẩn thận hơn và một lần nữa xin chào các bạn để tiếp tục cái phần nội dung thứ ba của lớp tôi sẽ trình bày cái phần cấu trúc của sách đó chính là cái phần nội dung chính của cuốn sách và phần nội dung chính của sách thì thầy thấy cô là sách công nghệ mặt gồm có bốn cái nội dung chính tương đương với bốn mặt mạch trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu được tôi đã đăng ký chương trình và chắc chắn là đây thì có đăng ký rồi thì tôi thứ thầy tôi thì đến giới biết là chương trình chính có khác đã có 5 cái nội dung tập tấm huấn chúng ta để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó có một nội dung là tập tấm huấn viên chương trình thì thế cho nên chắc thầy tôi cũng đã đăng ký rồi và biết rằng là trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nội dung về cái bốn cái mạch nội dung chính đó là thành trong chọn đó là lâm nghiệp đó là chăn nuôi đó là thủy sản và không tương ứng với đó thì trong sách công nghệ bảy bộ trong sách kết nối cũng thì trình bày bốn chương tương ứng bốn cái nội dung đó là chương trình trồng trọt chương trình chăn nuôi chương trình lâm nghiệp và chương trình thủy sản thì cũng đều là như vậy. Cái bắt đầu tôi sẽ thể hiện sự sinh động đó là lúc trước cũng phải tôi bỏ hỏi đó thì cái mạch nội dung trong cái chương trình 2018 công nghệ bảy này như thế nào thì khi báo cáo của tôi là bốn cái mạch như vậy
thì chắc chắn cũng yên tâm là vì chúng ta thấy có cái gì đó nó khá là quen thuộc, khá là gần gũi với chúng ta, là vì nó cũng tương ứng với cái sách hiện hành. Thế thì có thể cô sẽ hỏi là vậy thầy thì cái đổi mới là một cách nào và có một cách quản lý thì thầy lấy cái khác sẽ được trình bày ngay sau đây. Trước khi trình bày trả lời câu hỏi của thầy cô thì tôi sẽ được trình bày tiếp để cấu trúc của mỗi một chương trường. Thứ nhất thầy cô là sách gồm ba phần, là phần hướng dẫn sử dụng, phần sách kiểm ngữ, phần nội dung và phần chia tách các chương. Trong một chương thì lấy gồm có ba phần và hình như là các cách thức số ba của thầy cô, và đây còn có cách cách để thầy cô nghĩ nữa. Cơ là chúng ta có số ba ở trong sách, chúng ta sẽ thấy số ba là đặc biệt rất là nhiều, và đây cũng là một ý tưởng, là một ý tưởng khi trình bày. Thì thứ tư là đối với một chương trong sách trình bày cũng sẽ kết nối cũng được trình bày gồm ba phần. Phần thứ nhất là trang mở đầu của chương như cô đang thấy ở trên hình. Trang mở đầu chương này trình bày nhất là các mạch nội dung chính của chương. Ví dụ, ta nhìn vào cái trang mở đầu chương, ta nhận thẳng cái chương trình tròn tròn này sẽ gồm các mạch nội dung chính như sau: mạch nội dung giới thiệu về trồng tròn, mạch nội dung về quy trình trồng tròn bao gồm có là làm đất, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cho cây trồng. Mạch nội dung về thu hoạch và sản phẩm thu hoạch trồng tròn, và cuối cùng là cái sản phẩm ra hoa quả, đó là toàn bộ cái mạch nội dung của chương trình. Bên cạnh đó thì cái trang dữ liệu nội dung còn có một cái hình ảnh minh họa cho một cái nội dung như là của chương trình. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng nhất của cái tranh này á là phải cho một cái tranh đậm đẹp để hấp dẫn cái người học sinh, để tạo cái tính tò mò, cái mong muốn được khám phá, tạo cái tâm thế học tập bên đẹp học sinh. Lúc đó có một chương trình mới, mỗi một bài thì chúng ta cũng sẽ có cái tranh để chuẩn bị tâm thế để làm học sinh. Thì còn đó một chương trình tất cả cũng những cái tranh như vậy, thì tôi có đang nhìn thấy cái tranh này rất là đẹp đúng không? Cái bài thứ hai của một chương đó là cái phần ôn tập chương, phần này là tập ôn tập chương. Trong ôn tập chương thì gồm có ba nội dung. Thứ nhất là hệ thống hóa toàn bộ kiến thức của chương, chính xác sở đồ tư duy như thầy đang nhìn thấy ở trên hình. Với cái cách hệ thống hóa kiến thức này thì sẽ giúp các em học sinh thuận lợi trong việc ôn tập chương. Với thầy cô thuận lợi trong việc tổ chức hệ thống hóa kiến thức cho các em học sinh, là vì thứ thầy kêu nếu như các hệ thống hóa dưới dạng các hệ thống dòng cũng được thôi, nhưng mà chắc chắn không có hấp dẫn bằng kinh nghiệm và hệ thống hóa dưới dạng sở đồ tư duy. Và đây cũng là một cái điểm khác biệt giữa cái sách tiếp cận nội dung và sách tiếp cận về việc phát triển phẩm chất và năng lực của người học sinh. Là cái sách tiếp cận nội dung, người ta chỉ quan tâm đến cái nội dung có chính xác không, có đầy đủ không. Còn sách tiếp cận có phát triển năng lực thì ngoài cái việc quan tâm đến độ chính xác và đầy đủ nội dung, thì chúng ta còn quan tâm đến những từ điển khác, ví dụ như cách thể hiện nội dung như thế nào để cho chúng ta hiểu được người học sinh. Để hình thành và phát triển những cái phẩm chất năng lực chung, năng lực đặc thù của các em cẩn thận lớn nhất. Thưa quý cô, với cái cách trình bày như thế này, thì ở đây dưới có thể dự ý trong các buổi chuẩn thức trẻ dạy học, thì cô cũng có thể sử dụng cái sổ đồ tư duy này để giúp các em học sinh hệ thống hóa kiến thức bằng cách là chúng ta xóa bớt những cái ổ phía ngoài đi, chẳng hạn vậy, để rồi giao cho các em học sinh, để các em học sinh hoàn thành vào đó. Đối với những cái nơi mà chúng ta thấy là các em học sinh có thể là có một chút thiệt thòi để mới được tiếp cận. Đối với những nơi mà các em học sinh tiếp cận là cách dễ dàng và các em là linh hoạt trong vấn đề sử dụng sách, thì có thể chúng ta sẽ thấy rằng là cái sơ đồ này nếu xóa đi thì các em học sinh sẽ dễ dàng hoàn thành. Chúng ta có thể mở rộng một cách là thêm vào khoảng ba kiến thức của tôi ở đây này, thì tôi có thể những kiến thức ở cái dạng hai lớp. Lớp 1 ở trong vòng tròn và lớp 2 là dạng ôn ôn ở với nhân thì thầy cô hoàn toàn để tiếp phát triển thêm với lớp 3. Ví dụ là cái vai trò thì tôi cũng tính ra hai bậc nữa để cho các học sinh quay về đối với 10 là cái nghề học sinh điện vào quay về đối với sổ hồng như thế nào học sinh điện vào quay về đối với chăn nuôi như thế nào học sinh điện vào thì tôi hoàn toàn có thể tiếp phát triển thêm với lớp 3 thì cũng như dạng sử dụng như thế này. Cái nội dung thứ hai trong cái chương là tập của các chương tập đó là cái phần cơ cấu ôn tập. Thì thứ của cơ là cơ cấu tập ở đây thì có thể là một cơ cấu của hệ thống hóa và một hệ thống câu hỏi. Nhưng mà ứng dụng thực thì các câu hỏi này gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những câu hỏi không đúng vào cái mục tiêu bài học.
để cho các em học sinh ôn tập và cuốn cuốn kiến thức. Thầy cô đã sẵn sàng thực hiện các câu hỏi này để ôn tập các em học sinh, đồng thời thầy cũng đã kiểm tra đánh giá và thường xuyên và kiểm tra đánh giá kỳ. Bên cạnh đó có một số câu hỏi mang tính chất mở rộng để cho các em học sinh hiểu thêm công nghệ, nhận thức cơ hội để hiện thực và khám phá những thứ mới. Thầy cô đã cũng lấy đó để làm trung tâm thử nghiệm mà tổ chức mà thiết kế các cặp vận động giải mở rộng của các em học sinh nhằm thu hút các em học sinh tạo sự thú tạo sự hiện đại để cho các em học sinh chúng ta. Cái nội dung thứ ba, cái phần thứ ba trong chương trình của chúng ta đó là cái phần vừa rồi của chương trình. Hay nói cách khác, đó chính là các cặp bèo và các cặp cầu tập. Thì các cặp vừa rồi phải xem một cái số lượng cặp bèo của các cặp khác nhau và tùy thuộc vào cái thời lượng. Ví dụ như trường tròn thì có 5 bài và cũng sẽ đặt cập. Đối với cái kinh doanh lâm nghiệp thì sẽ có 2 bài. Ít tôi lớn của tôi và đây cũng là cái tránh tập trung trường của tôi thấy cũng là đẹp. Rồi cái thành phần chăn nuôi, cái trang trại của nông trường bên kinh tế này cũng là cái tránh là đẹp. Đàn bò, 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 đàn tương tự như vậy đối với về phần trả sản thì có ba bài học và cũng là đối với tiêu chương đó là phần cấu trúc chủ phát sách thì thầy giới muốn giới thiệu với thầy cô bây giờ thầy giới thiệu thì giới tư chiến sẽ giới thiệu cho sách phần thứ hai đó là phần nội dung chủ phát sách nội dung chủ phát sách thì thưa thầy cô là như đã trả lời với thầy cô là cái phần nội dung của phát sách công nghệ 7 thì gồm 4 cái phần mạnh chính ứng với 4 cái nội dung trong chương trình gồm trồng trọt lâm nghiệp chăn nuôi và thủy sản. Có một số thầy cô đã hỏi câu chuyện này, và vẫn đặt câu hỏi là lăn quan là thưa thầy cô là vẫn muốn dùng nội dung này trong sự nghiệp hành, nhưng nghiệp dạy danh 2,5 năm nhất, bây giờ trong nghiệp phải dạy danh 3 năm nhất, là phải còn thêm một công việc đúng nghiệp nữa, thì trong nghiệp dạy danh như thế nào, và vì thưa thầy cô có thể này. Và cũng có những thầy cô có thể sẽ câu hỏi, có thể thầy cô đã có ý nghĩa đầu, nhưng thầy cô hạ đến nói chăng, thầy cô sẽ cho rằng là thầy với bạn thì phải chăng. Cái lần khách sạn lần này là siêu của mình mới chẳng có gì mới cả là bởi vì các cặp đôi nuôi dưỡng mà mỗi cặp đôi nuôi dưỡng thế này thì cô và thì thử thế cô cũng như vậy thì thế một lần này chúng ta phải nói là mình cũng có nhiều mới thì mới đúng thế này một lần như vậy là vì các cặp đôi nuôi dưỡng chính thì không có gì thay đổi nhưng mà lúc nào cũng sẽ luôn biến trong đôi cặp đôi nuôi dưỡng thì thử thế cô là cũng sẽ phải cũng đáng kể tôi thấy rất dần lớn tôi chưa biết luôn là tinh tinh giản những nhiều nội dung không thực sự phù hợp không thực sự hấp dẫn đối với kẻ không sức khỏe mạnh và thay thế vào đó là nhiều nội dung nhiều hơn và hấp dẫn hơn đối với kẻ không sức khỏe mạnh và nhằm vừa đảm bảo được những yêu cầu đảm đạo nhưng vẫn đảm bảo được lượng với cái sự nhẹ nhàng hấp dẫn và hấp dẫn thực và thì tôi có sợ lại là bằng cái cách nào mà các cấp trật tự lại làm được cái việc như thế thì tôi cũng xin nhờ vừa đảm bảo được yêu cầu đảm đạo nhưng lại mức nhẹ nhàng hấp dẫn và thực thực thì sau này đấy tôi sẽ xin phép hiểu được minh họa với thầy cô một số những nội dung mà đã được bổ sung vào chương trình 2018 thể hiện là đáp ứng được yêu cầu đảm đạo nhưng mà vẫn nhẹ nhàng hấp dẫn và thực thực thì tôi xin minh họa với thầy cô ở mỗi một chương sẽ lấy một ví dụ thôi để các bạn ví dụ để các bạn có thể làm kỹ và các bạn có thể có những câu hỏi thì sẽ trao đổi thêm và cái ví dụ đó cũng chưa biết nhất là tư trường trò trò thì các nội dung liên quan ví dụ như là sự giúp từ chữ sâu của việc nhận biết từ chữ sâu vân vân là những cái nội dung mà các trường trò rằng là các ông không thực sự hiểu được theo rất là mạnh là vì cái việc sự giúp từ chữ sâu của bạn thì việc của em cũng để theo đó là việc bố mẹ nghe em cần phải sự giúp từ chữ sâu được gì cả cho nên thầy dạy các thầy thay câu là đã nhận thức về nội dung đó và thay thế thẻ đó là những nội dung phù hợp hơn. Thầy lấy ví dụ là trong chương trình thì thầy đây là trong chương trình có quy định là học sinh lớp 7 cần phải biết lập kế hoạch và tính toán chi phí cho việc trồng và chăm sóc loại cây trồng phổ biến trong gia đình và sau đó thì yêu cầu tiếp là kẻ phải thực hiện được một số công việc trong kinh quy trình đó. Thì thầy cô đây là yêu cầu chương trình trình của cô và sách nào cũng phải đảm bảo cái điều này. Thầy giới thiệu sẽ nhận mạnh lại đây là yêu cầu chương trình trình. Vậy thầy cô sẽ lựa chọn cái đối tượng người trồng nào mà thầy cô thấy rằng nó phù hợp trong sách tổng bệnh đấy. Đối tượng nào mà thầy cô cho rằng không sách tổng bệnh yêu thích đấy.
thì thưa thầy cô, các tác phẩm nghệ thuật bảy cũng sẽ kết nối đến lớn ở trong khối đối tượng, đến ở lớn đối tượng sâu an toàn của thứ thầy cô là bảy. Thưa quý thầy cô, rất được thầy cô yêu cầu sinh trong lớp trồng ngô là những cây có đặc tả duy nhất, thì cô cũng thỏa các em trong lớp bảy xem là em có hứng thú về việc trồng ngô trồng ngô. Thì thầy cô sẽ tự trả lời cho thầy đấy, và thầy thầy cho rằng là chắc là em không sinh khẩu từ sức đúng ở cầu cầu. Thế thì ở đây chúng tôi bỏ vào cái nội dung mà chúng tôi cho rằng nó sẽ bất dẫn lắm, đó là sau an toàn, thì là cái sau an toàn thì thôi nhé, tôi mở ra một tính lý không bị yêu cầu đó là từ an toàn ở cái sau. Nhưng mà thầy giới thiệu và thầy các bạn lấy cái rằng cái sự mở rộng này không gây áp lực không làm nặng cho em học sinh mà chỉ tăng cái sự hứng thú của em học sinh và cũng tạo điều kiện để thầy cô thầy cô tổ chức cái hoạt động này cách hấp dẫn hơn của những người thầy cô như vậy. Là vì thưa quý thầy cô, với cái suy nghĩ của các thầy thì cái vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề mà bây giờ nhà nhà nhiều người đều quan tâm và bản thân em cũng sẽ đồng bạn cũng cần biết bảo vệ trọng an toàn mình khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người. Chính vì những cái lý do như vậy mà chúng ta thiết kế cái dự án trồng rau an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu hiện đại là lập kế hoạch tính toán chi phí cho việc trồng và chăm sóc một cây trồng gia đình, sau đó thực hiện ở quốc hội huyện. Ở đây nhiều thầy cô sẽ lo lắng băn khoăn là thưa thầy là chưa nghe ở thành phố, chưa nghe ở vùng miền núi thì chưa nghe vấn đề thống nhất để thực hiện được dự án trồng rau an toàn. Thế rồi thầy bắt trồng cái rau gì, những cái rau đó mà ở địa phương em ở nhà trường em không có thì chúng em thực hiện được dự án này như thế nào? Thì thưa thầy cô là trong cái dự án trồng rau an toàn này chúng ta không muốn học sinh đến cái việc là trồng cái cây rau gì, trồng với cái diện tích bao nhiêu và trồng ở đâu. Với cái cảnh trình bày trong sách thì tôi cũng thấy cái dự án này không yêu cầu cụ thể và quan trọng nào. Địa phương thầy cô, nhà trường thầy cô có một loại rau nào, hiện đang trồng cái loại rau nào được phổ biến, chúng ta xin thực hiện dự án trồng cái loại rau đó. Và thầy cô như vậy về quy mô của thực hiện và địa điểm thực hiện thì ở đây không yêu cầu chúng ta phải thực hiện cái dự án này ở trường, ở lớp hay ở nhà. Vì thế tùy vào tình hình thực tiễn thầy cô có thể tổ chức cho các em học sinh. Và thầy cô bảo là rất nhiều thầy cô sau khi có cái dự án trong dòng này đã nói rằng là em đã đăng ký nhà trường sử dụng cái miếng vườn mà hiện nay nhà trường đang có không để cải tạo cái dự án trong dòng an toàn chia cho các lớp. Sau đó thì chúng em sẽ hình thành cái ý tưởng giáo dục STEM ở trong cái dự án này bằng cách là cho các em học sinh trồng rau rồi tạo ra những cái sản phẩm là cái rau sạch để bán cho các thầy các cô ở trong trường. Thứ thầy thầy cô chắc chắn cái việc làm này sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích. Là cái thứ nhất là chắc chắn các em sẽ có cái thu nhập, có thu nhập rất là nhỏ nhưng mà bất cứ em làm ra em cũng sẽ là rất thích. Thứ hai là các cô em sẽ được lan tỏa đến các thầy cô giáo, đến các bạn học sinh khác ở trong nhà trường. Cái vấn đề đó là cái tình yêu đối với lao động, tình yêu đối với thiên nhiên, tình yêu đối với cây cối. Thế đó là sẽ lan tỏa đến cái vấn đề đó là sử dụng rau an toàn, sử dụng thực phẩm an toàn trong mọi gia đình. Thì sẽ thấy quy định ở đây là tập thể lồng ghép rất nhiều yếu tố. Có một lời nói thêm về này là cái ý tưởng này rất hay nhưng mà trường em cũng không biết là làm thế nào. Thậm chí là trường em là thậm chí là sẵn một cái chỗ thì làm thế nào? Thì thưa quý thầy cô là nếu thầy muốn muốn làm cái dự án như thế này mà thầy muốn muốn có sản phẩm thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm được, bằng cách là như thầy cô đang nhìn thấy cái bức tranh trên hình để chúng ta tổ chức cho các học sinh trồng rau ở trong phố. Rồi chúng ta chỉ cần xem là những cái vùng cây mà có những cái lan hoặc cái lan can ở mỗi một lớp học mà nó phù hợp với cái kiểu chiếu ánh sáng thì chúng ta có thể đặt cái thuốc sống này trên cái lan can đó. Ở tùy thuộc vào cái số lượng cái vị trí của lan can để đạt được thì thầy cô có thể chia các tổ của nhóm lớp cần thiết cái số lượng khác nhau. Rồi thay vì là hai em trồng một thùng, nếu chúng ta có điều kiện thì bây giờ là cái nốt là trồng một thùng ví dụ như vậy. Hoặc là thầy cô có nói nhưng mà thưa thầy là cả trường em là em nhiều rồi thì cũng uống cái số đến được để đáp ứng cái số thôi. Thầy cô là thầy cô là thường thầy cô quá khó khăn quá thì nếu lấy ví dụ thầy cũng chắc chắn của trường công an biết như vậy đối với thầy cô, nhưng mà nếu không như vậy thì thầy cô không làm được bằng cách là thầy cô là thầy ạ.
Đây là tất chương trình yêu cầu là thực hiện một số công việc trong quy trình chăm sóc cây trồng của thầy cô. Vậy thì thầy cô có thể cho là một lớp cây trồng, một lớp thì lưới của thầy cô, một lớp thì thu hoạch, nếu như thầy cô mà không có thể duy trì được nữa. Thế hoặc là chúng ta bố trí bằng cách là dạy cái bài này ở các lớp khác nhau và các thời gian khác nhau. Và thầy cô là vấn đề của chỗ là chúng ta cần phải linh hoạt cây trồng và kiểu thức trồng thầy học. Có những câu hỏi em thấy mà mai em tổ chức ở cái buổi nói như vậy mà không có sản phẩm để bán thì em sẽ lập viết cái gì vào đây để trở thành một cái dự án đây thì thử tôi với lại là cái vấn đề trở thành một cái giáo dục dự án trong STEM không thì tôi hoàn toàn nói có thể thì có thể lồng ghép với cái giáo dục tài chính vào đây và thêm có thể lồng ghép với cái giáo dục bộ bên trường vào đây bằng cách là ví dụ hướng dẫn các học sinh về nhà hãy thu gom những cái ớt bừa với những quả khừa những quả mảnh bừa ở nhà bố mẹ chế biến trong bữa ăn rồi thay vì là vứt ra xóa rác để đổ ra bãi rác để rồi cái việc thu gom rác nó trở nên quá tải thì bây giờ chúng ta sử dụng nó chúng ta nghiền nó ra dùng một ít rượu pha lẫn nó ra để chế thành một chế phẩm phun ra sau để phòng chống sâu bệnh hại. Và như vậy chúng ta lại thuộc được cái việc đó là giáo dục em cái sự bảo vệ môi trường bằng cách là không đưa những cái chất thải ra ngoài làm ô nhiễm môi trường cũng như không sử dụng những cái thuốc trừ sâu hóa học để gây ra ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người. Tương tự như vậy thì cũng có thể giữ hướng dẫn em thu gom cái rác thải hữu cơ như là cơm bừa rau bừa để rồi chúng ta tập hợp nó lại rồi chúng ta cũng để tạo ra cái bón và rau sạch. Chúng ta không phải sử dụng bất kỳ một cái hệ thống những điều hoàn toàn bón hoặc là giải quyết được cái bài toán ô nhiễm môi trường thì tình hình như vậy. Đối với cái dự án trồng rau này thì chúng ta có thể thấy một thời gian rất là dài để chúng ta có thể vài chục phương án thì chúng ta cũng suy nghĩ sau đó thì chúng ta có phương án để chúng ta có thể gửi phương án về để chúng ta còn băn khoăn thì thế sẽ những cái tiêu chúng ta hoàn thiện phương án trên đây này chỉ là một số lượng lớn thôi và những cái đều là như vậy. Còn cái gì nữa thì thế giới muốn trao đổi thì tiêu có thể cũng sẽ băn khoăn đó là việc sử dụng thời gian của cái dự án này là bao nhiêu tiết thì thưa quý vị là bao nhiêu tiết là tùy thuộc vào năng lượng động của thầy cô và tùy thuộc vào mong muốn của thầy cô. Cái dự án trong dòng này thì thầy cô là được đặt ở cuối cùng của chương. Thế thì trước cái dự án trong dòng này thầy cô đã dạy các bài như lúc thầy cô có giới thiệu ở cái phần nội dung chính chính đó là lắp đặt trồng cây, đó là chăm sóc cây, đó là thu hoạch sản phẩm trồng trọt. Thì thứ của thầy cô là trong dự án trồng rau học sinh cũng phải lắp đặt trồng cây, cũng phải chăm sóc, cũng phải thu hoạch. Thế thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng thời lượng của những cái tiết học trước để chúng ta đem vào cái dự án và chúng ta lồng ghép cái đúng đó và không dự án này chúng ta dạy cho những học sinh thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng rất là nhiều thời lượng cho cái dự án học tập mà chúng ta muốn và cái này là phụ thuộc vào và cái sự mong muốn và sự linh hoạt của thầy cô thôi. Và xin giới thiệu sang thì đi của tôi cũng thử đánh giá để lấy ra xem là những cái nội dung này liệu thầy cô có sự quá tải không, thì thầy cô có sợ là nó không phù hợp và không hấp dẫn học sinh bằng vậy hay không? Thứ thứ nhất là ta sẽ đến cái ví dụ thứ hai là ví dụ về kinh doanh chăn nuôi thì có một cái yêu cầu cần đạt, có một cái yêu cầu là lập kế hoạch và tính toán chi phí của việc nuôi dưỡng và chăm sóc loài nuôi của trong gia đình. Thì thưa quý thầy cô là đây là cái tư tưởng của những người dùng từ vấn nuôi trong gia đình để cho nó mở rộng và thuận lợi cho thầy cô tổ chức và trẻ em. Thì thầy cô sẽ ý định là cho học sinh lập kế hoạch tính toán chi phí nên nuôi con gì đây. Nhiều người đang giải quyết thuận lợi thì nó nặng theo học sinh quá, đúng không ạ? Nuôi con gà nó phù hợp. Thầy cô thể về hỏi xem là các con rất bận vậy, nó có thích nuôi con gà không? Thì thầy cô và khi anh định mà con nuôi như vậy thì ở những cái vùng miền có nuôi con đó thì sẽ làm thế nào? Vì vậy cho nên thầy cô thừa thầy cô là một trong những điều mà thầy cô quan tâm để cái phần công tác bài học để rất hơn thêm nữa đó là một số cái bài học mà nó mang cái tính đặc trưng vùng miền thì trong sách 77 chúng ta sẽ được trình bày một cách rất là mở để thầy cô hoàn toàn có thể vận dụng hoặc thực tiễn phù hợp với thực tiễn điều kiện của địa phương ở nhà trường của chúng ta tổ chức những cái bài học cho nó thực sự là thiết thực về hướng dẫn bài bản.
Thế thì thì quay quay trở trở lại lại cái cái bài bài lập lập kế kế hoạch hoạch và và tính tính toán toán được được chi chi phí phí để để nuôi nuôi dưỡng dưỡng và và chăm chăm sóc sóc và và bảo bảo vệ vệ môi môi trường trường gia gia đình. đình. Thì Thì thứ thứ quyền quyền tiền tiền của của là là đây đây các các tác tác giả giả sách sách bộ bộ sách sách kết kết nối nối đã đã lựa lựa chọn chọn một một cái cái bài bài đó đó là là thực thực hành hành lập lập kế kế hoạch hoạch nuôi nuôi một một cái cái loại loại vật vật nuôi nuôi trong trong gia gia đình, đình, lập lập kế kế hoạch hoạch nuôi nuôi và và chăm chăm sóc sóc của của vật vật nuôi nuôi trong trong gia gia đình. đình. Thì thưa Thưa thầy thầy cô cô là là vật vật nuôi nuôi trong trong gia gia đình đình ở ở đây đây được được hiểu hiểu là là một một cái cái con con động động vật vật cảnh cảnh phù phù hợp hợp với với hệ hệ thống sinh sinh vật vật bẩn, bẩn. Cái Cái vật vật nuôi nuôi cái cái con con chó chó cảnh, cảnh, con con mèo mèo cảnh, cảnh, con con chim chim cảnh, cảnh, đây đây là là những những phương phương án án rất rất gợi gợi ý. ý, Thậm thậm chí chí là là bất bất kể kể một một con con vật vật nuôi nuôi nào nào trong trong gia gia đình, đình, cho cho em em thích thích con con gà, gà, em em nuôi nuôi làm làm cảnh, cảnh, em em thích thích con con vịt, vịt, em em nuôi nuôi làm làm cảnh. cảnh. Nghĩa Nghĩa là là một một cái cái động động vật vật mà mà các các em em đang đang yêu yêu thích. thích. Thưa Thưa quý quý thầy thầy cô cô là là đối đối với với hệ hệ thống thống sinh sinh vật vật bẩn, bẩn, và và bây bây giờ giờ thế thế giới giới có có con con và và mới mới học học xong xong lớp lớp 7, bảy, thì thì cũng cũng biết biết là là các các em em rất rất thích thích nuôi nuôi động động vật, vật, đa đa phần phần các các em em rất rất thích thích nuôi nuôi động động vật, vật, và và mỗi mỗi một một em em thì thì cũng cũng có có một một thú thú cưng cưng như như là là những những người người bạn bạn của của mình. mình. Thế Thế thì thì cái cái bài 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 này này muốn muốn nói nói đến đến là là dạy dạy cho cho các các em em việc việc chăm chăm sóc sóc và và nuôi nuôi dưỡng dưỡng cái cái con con cưng cưng đó đó một một cách cách khoa khoa học học hơn, hơn, một một cách cách hiệu hiệu hơn hơn và và một một cách cách bảo bảo vệ vệ môi môi trường trường hơn. hơn. Đó, Đó, thì thì thưa thưa quý quý thầy thầy cô cô cái cái việc việc đến đến học học một một tiết tiết học học mà mà lại lại giúp giúp các các em em làm làm cái cái việc việc hàng hàng ngày ngày các các em em vẫn vẫn đang đang làm làm một một cách cách tốt tốt đẹp đẹp hơn, hơn, thì thì chắc chắc chắn chắn sẽ sẽ thu thu hút hút được được sẽ sẽ hấp hấp dẫn dẫn được được các các em em học học sinh. sinh. Thì Thì quý quý thầy thầy cô cô như như vậy. vậy. Và Và cái cái bài bài học học này này thì thì thầy thầy giới giới tách tách nó nó ra ra thành thành cái cái bài bài học học độc độc lập lập để để quý quý thầy thầy cô cô hoàn hoàn toàn toàn có có thể thể nâng nâng nó nó lên lên thành thành cái cái dự dự án án học học tập tập nếu nếu mà mà thầy thầy cô cô mong mong muốn. muốn. Và Và trong trong cái cái bài bài học học này này thì thì thầy thầy cô cô cũng cũng có có thể thể lồng lồng ghép ghép rất rất nhiều nhiều những những cái cái hoạt hoạt động, động, những những cái cái hoạt hoạt động động giáo giáo dục dục khác khác vào vào trong trong cái cái bài bài học học này. này. Thì Thì thầy thầy ví ví dụ dụ chúng chúng ta ta có có thể thể lồng lồng ghép ghép cái cái giáo giáo dục dục bảo bảo vệ vệ môi môi trường trường bằng bằng cách cách là là cho cho học học sinh sinh tìm tìm hiểu hiểu và và nói nói lên lên những những cái cái việc việc mà mà đang đang gây gây ô ô nhiễm nhiễm môi môi trường trường trong trong chăn chăn nuôi, nuôi, để để rồi rồi các các em em đề đề xuất xuất những những cái cái việc việc nên nên làm làm và và những những cái cái việc việc không không nên nên làm làm trong trong chăn chăn nuôi nuôi để để bảo bảo vệ vệ môi môi trường trường sống sống và và cái cái việc việc này này rất 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 hấp hấp dẫn dẫn cho cho các các em em học học sinh. sinh. Không Không những những thế thế mà mà các các em em sẽ sẽ có có thể thể vận vận dụng dụng được được vào vào trong trong thực thực tiễn tiễn và và cái cái tư tư tưởng tưởng về về môi môi trường trường có có thể thể được được lan lan tục tục và và thầy thầy giới giới lấy lấy ví ví dụ dụ có có thể thể có có 40 40 em em học học sinh sinh hàng hàng ngày ngày đi đi học học về về vẫn vẫn đi đi chơi chơi với với cả cả con con chó chó cảnh cảnh chẳng chẳng hạn hạn như như thế. thế. Và Và hàng hàng ngày ngày em em đi đi học học về về em em vẫn vẫn còn còn gặp gặp bác bác dẫn dẫn con con chó chó ra ra ngoài ngoài cái cái bụi bụi cây cây hay hay là là cái cái vườn vườn cạnh cạnh nhà nhà để để cho cho nó nó giải giải quyết quyết nguồn. nguồn. Và Và em em thấy thấy đó đó là là một một cái cái việc việc làm làm rất rất là là bình bình thường. thường. Và Và vừa vừa đến đến chào chào bác bác rồi rồi lại lại về về ăn ăn cơm, cơm, ngày ngày mai mai lại lại đi đi học. học. Nhưng Nhưng mà mà sau sau khi khi học học xong xong cái cái bài bài với với cái cái môn môn với với cái cái thầy thầy cô cô công công nghệ nghệ về về cái cái bài bài lập lập kế kế hoạch hoạch và và nuôi nuôi dưỡng dưỡng môi môi trường trường gia gia đình đình có có cái cái lồng lồng ghép ghép bảo bảo vệ vệ môi môi trường trường bằng bằng thì thì một một trong trong những những cái cái việc việc mà mà không không nên nên làm làm đó 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 là là không không được được cho cho chó chó mèo mèo động động vật 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 cảnh cảnh đi đi vệ vệ sinh sinh ở ở bằng bằng cái cái trang trang trí trí công công cộng cộng thì thì hôm hôm nay nay về về cũng cũng biết biết cái cái hoạt hoạt động động đó, đó mọi mọi khi khi thì thì em em cảm cảm thấy thấy nó nó bình bình thường thường thì thì hôm hôm nay nay em em đã đã phát phát hiện hiện ra ra là là cái cái hoạt hoạt động động là đang làm làm cái cái việc việc mà mà có có thể thể gây gây ô ô nhiễm nhiễm thế thế thì thì em em có có thể thể đề đề xuất xuất với với bác bác hàng hàng xóm xóm là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ không không làm làm những những cái cái việc việc như như thế thế nó nó sẽ sẽ gây gây ô ô nhiễm nhiễm môi môi trường. trường. Thì Thì thưa thưa quý quý thầy thầy cô, cô, cái cái việc việc mà mà sẽ sẽ thấy thấy được được cái cái hiệu hiệu quả quả trong trong những những cái cái bài bài học học mà mà nó nó thực thực sự sự nó nó phù phù hợp hợp nó nó hấp hấp dẫn dẫn cho cho các các em em học học sinh. sinh. Và Và
và đến bây giờ cũng vậy, tương tự như thế thôi. Với cái cục trọng thì cái chỉ biết nhận là mới đổi được cục trọng thì cần phải có cái nơi nuôi, đó là cái ao nuôi, cái bể nuôi, cần phải có cái tạm cho nó, cần phải chăm sóc một cái nhà, cần phải bảo vệ môi trường trong quá trình nuôi ra sao. Thưa thầy cô như vậy, đối với cái ý tưởng như thế thì ở đây tôi đã có thiết kế cái bài là bài thể thành lập kế hoạch nuôi với các bạn. Thưa thầy cô, các cái cục các cái bên đây thì phải đủ có những cái kép và ở trong sách thì thế giới và các bạn phải muốn giới thiệu về tình rất nhiều loại để cho em sự lựa chọn ở nguồn biển theo hướng những nguyên tắc không có những tên giống cả vàng như thế này thì không có lên giống cả này chỉ là một loại thôi là 57.000 con thôi nên chúng ta không có điều kiện nuôi những con cá này thì thử cái cổ là thôi chúng ta những đứa trẻ không biết là mấy đang chơi con cá gì thì con cá đó chính là con cá này bất kể là con săn sắt, bất kể là con lòng nóng, bất kể là con cá hàng mà thì là thậm chí chưa biết nhưng mà tôi cũng phải theo cái này không sao đang yêu thích nó đang chơi với nó thì chúng ta sử dụng nó là còn con cá cảnh nó đã dạy những cái bài này những cái điều này chúng ta phải vận dụng một tiết điện để rồi có một bài học em biết cái học cái thứ là như chúng ta đang học một cái việc và hàng ngày cái mình đang làm nhưng mà sau khi cái bài học thì em cảm thấy là em có kiến thức hơn về cái vấn đề đó và em làm cái việc đó tốt hơn thôi. Chẳng hạn như sau cái bài lập kế hoạch nuôi cá cảnh ở một nơi đó ở phần thêm cái tài sản của mình là cái việc em nuôi cá cảnh đang dần dần thịnh hành thì tôi có thể dạy em về nuôi cái bể bếp cá cảnh. Thế thì sau khi học xong bài bài này về nhà em có thể chăm sóc cái bể bếp cá cảnh bố bố mẹ và thay vì xe này có nhờ công ty thì không làm cá chết thì cũng làm nó chảy ra sợ bẫy đúng không ạ? Thì thông qua cái bài học này em sẽ giúp bố mẹ trong việc chăm sóc cá cảnh để bếp cá cảnh ra gia đình. Không những thế em còn rất có ý em còn cũng ý của bố mẹ cái việc là phải làm thế nào để bảo vệ môi trường cho chúng ta cả ngày để chúng ta lồng để bảo vệ môi trường này là thì thử thế cô đây là một số những ví dụ để thế cô yên tâm để cô thấy rằng là trong cái sách của bài bài lần này về mạch nội dung thì vẫn đủ có trồng trọt vẫn đủ có lâm nghiệp vẫn đủ có chăn nuôi vẫn đủ có thủy sản nhưng mà cái nội dung ở bên trong thì đấy là được thay đổi cách lột xác để tinh giản những cái nội dung mà không thực sự hấp dẫn, không thực sự hợp với cái bản bản và thay thế vào đó là những cái nội dung hấp dẫn và phù hợp hơn. Và bên cạnh đó thì cái việc thể hiện những cái nội dung này cũng theo cái định hướng là phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh để thuận lợi cho thầy cô có thể tổ chức dạy học một cách phù hợp với quyền điều kiện thực tiễn của nhà trường, với điều kiện thực tiễn của học sinh và học sinh. Và trên đây là cái phần cấu trúc và những nội dung của sách sách của toàn bài những vấn đề cơ bản nhất là thế giới dưới được trở bài quý vị theo đã rất mong nhận được các ý kiến và hồi quý vị theo có những gì băn khoăn và có những trường hợp trở đổi thì xin quý vị theo đặt câu hỏi thì xin quý vị theo trong những comment thế giới dưới được sẽ trở đổi quý vị theo là làm sâu hơn về cái cấu trúc của nội dung của sách sau đây sẽ mời quý vị theo. Nếu mà chưa có các điều kiện tập cấp được một cơ trường làm một cách nếu quý thầy cô ở bên cạnh nhà mình có một cái chẳng hạn có một cái sự nghiệp giúp cho sau sạch chẳng hạn thì chúng ta có một thể đưa đến bên này làm một cách thứ thứ quý thầy cô biết kiểu tốt để hiểu thế giới rồi là chúng ta có thậm chí là nếu mà chúng ta nói là này một chúng ta học trăm cách để tổ chức một cái vận động để những cái bài học thế này đây này là những bài học kiến cách là mở với cái tư tưởng là ví dụ là hình thành ý tưởng về nghệ thuật là chính thì thưa cô là lớn của mẹ cũng rất là vậy chúng ta cần quá nặng nề về câu chuyện kỹ thuật ở trong từng cái bài hình hành này vì bố mẹ mẹ cũng rất là vậy cái việc mà phải sắp xuất rau hay là sắp xuất cả cái nghề nghiệp quá sức sức về nghề công sinh em chưa đến nghiệp thuật phải làm cái nghề đó mà ở đây chỉ là thông qua lao động để em biết có cái tình yêu với lao động để em cảm thấy là mình gần với hơn cái thiên nhiên để em có ý thức về việc bảo vệ môi trường cũng như về tài nguyên như vậy. Và xin mời quý thầy cô sẽ có ý kiến tiếp ạ.
cũng có ý kiến xong bạn giảng với thầy trình bày rất hay đấy ạ. Vâng, cảm ơn thầy cô. Với rất mong là với cái nỗ lực của các tác giả và cái tâm huyết của các thầy cô thì nhân công cộng đồng chúng ta đặt mức nói riêng và công nghệ chúng ta nói chung sẽ được đánh giá đúng vị trí và vai trò của nó. Thưa quý thầy cô, trong vấn đề kết thúc của bài học để trình bày thêm với quý thầy cô về cái vai trò của công nghệ 77 đóng góp công chúng và công chúng trong cộng đồng tổng thể như thế nào. Thì có thể ở một vài nơi nào đó để có thể giải mấy cái tư liệu mà đồng chí quay chấp sách cũng chưa thực sự là một quý vị theo khi để thầy nói rất rất mong quý vị theo sẽ có những cái điều chỉnh sẽ có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tiễn của nhà trường của địa phương mình và đến cái cách cấu trúc về cấu trúc bài học thì để thầy sẽ đánh kia thế phần giải này với quý vị theo cảm ơn ạ. Chúng ta phải chăm sóc được con cá mà chúng ta lại nguyên trên cá
còn cái cây thì chúng ta lại nuôi trồng không trong nước thì không được, thì đó là những cái chất liệu khoa học rất là vào, thì đó chính là cái dòng stem. Và thông thường đối với cái dòng stem thì người ta hay quan tâm đến cái yếu tố lên của sản phẩm cuối cùng, thì tôi là làm thế nào mà cho các em có được cái sản phẩm, hoặc là trình bày sản phẩm một cách trực tiếp, hoặc là trình bày sản phẩm dưới dạng video hình ảnh. Thì đó chính là những cái dự án STEM. Ở đây thì chỉ muốn tôi nói khái quát cái tên của nó thôi. Thì rất nhiều tên có một dự án cụ thể đó. Tôi muốn thì thế giới có tính vấn vấn cụ thể hơn cho cái tên cô. Thì cái dự án STEM này chúng ta có thể đẩy đi xa hơn. Thế giới lấy ví dụ là ở đấy, cái dự án trồng rau thì tôi cũng có thể cho học sinh và sau này có thể đảm bảo cái rau sạch đấy cho các thầy cô, thì nó rất là ý nghĩa thầy cô. Bây giờ trong cái các thì tôi cũng có thể đưa thầy cô đến bây giờ cái STEM ấy thì về người ta đang có thể nâng hơn là thành STEAM thầy cô, tức là giữa chữ chữ E và chữ M và thêm thêm chữ A và mở nữa. Chữ A ở đây là bắt tắt của chữ AS trong tiếng Anh, tức là chữ nghệ thuật thầy cô. Thì người ta có thể trang thầy cô cũng có thể cho em trang trí thêm về vẻ cách của mình, trang trí thêm cho cái chẳng hạn là đối với cái vật nuôi chẳng hạn, thì có thể là nếu mà thực hành nuôi được vật nuôi nào đó thì có thể trang trí cho nó mẹ vật nào có nuôi nhiều hơn cho nó đứng nhìn nhau vân vân, tùy đúng đối tượng thì có thể trang trí thêm nó nữa để cái sản phẩm nó không những là chỉ có đảm bảo về khoa học, đảm bảo về công nghệ mà nó còn có thể được những nghệ thuật nữa. Thì cái này tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của thế giới cũng quyết định của quốc lý sẽ là ý tưởng chúng ta thì rất nhiều, môn học chúng ta thì cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà chúng ta cũng phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường. Nếu chúng ta mà sử dụng nhiều những dự án quá thì thế giới không sợ, không sinh không thích, thì thế giới của nó sẽ rất rất thích. Nhưng mà nó không thích quá thì nó đam mê, nó sẽ mê mê cái môn học khác. Và cũng cẩn thận là cái tay cô sẽ phải phản ánh. Thưa cô là người đã được nghe phản ánh khi đi trong giáo viện dạy học đấy, cho một số trường, cho một số tỉnh thì dọc một số hiệu trưởng cho đến cả chục nghìn đấy rồi có người đấy là làm. Thầy xem thế nào trong công nghệ của thầy là cái thầy cô của trường tôi là làm việc được tỉnh báo cáo khác là phải đối diện là nhiều, là bây giờ cái thầy cô là ra sao dự án cái nghề về nhà nghe làm. Cho nên là các em cứ xin nghĩ cho một công tác để chuẩn bị một công nghệ để thì thế tính của thầy cô để thầy cô thấy được là rất hấp dẫn của mỗi những dự án, của mỗi những cái bài thực hành đối với anh em như thế nào. Nếu mà tổ chức một cách thực sự là phù hợp, thực sự là thiết thực của các em, thì tất cả thầy cũng cần cân nhắc với người việc là tổ chức mà chúng ta có thể có một điểm nhất thôi, một năm. Nếu mà tốt lắm là chỉ được một kỳ một lần, không thì một năm là vẫn cũng được thầy cô ạ. Nói chung là có cái kiến thức là thế nào đó mà đối với các em học sinh mà thực sự là đam mê chẳng hạn, chúng ta có thể có những hướng dẫn riêng để về nhà các em làm. Thế còn đối với các em đại trà thì cũng phải cân nhắc nhắc và xin chào bên vườn cô câu bởi vậy là cô có đặt câu hỏi tiếp và chúng có trao đổi tiếp. Vâng ạ, có thể thầy cô có ý kiến rằng là thầy có thể tổ chức cho học sinh làm dự án trồng nhiều loại cây trồng theo sở thích của các học sinh. Dạ đúng ạ, được ạ. Dự án trồng đó được ạ. Dạ đúng rồi ạ. Và không. Tức là trong cái bài nuôi cá cũng đúng thế, trong cái bài nuôi vật nuôi cũng thế thôi cô. Mỗi con trồng một lớp cô có thể cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, người nghèo cũng rất là đa dạng, và trong giáo cũng vậy. Thế giới xin thưa lại là không yêu cầu loại giáo cụ thể, không yêu cầu loại vật nuôi cụ thể, không yêu cầu loại cá cụ thể. Trong một lớp cô cũng có thể cho các em làm với các mô hình khác nhau, với các đối tượng kể trong khác nhau. Và đúng như thế cô đang tư duy đấy ạ. Thời gian tiết học nhiều hơn hai phần còn lại ạ. Đúng thế ạ. Giáo viên chuyên ngành sinh họ kỹ thuật nông nghiệp hay kỹ thuật thầy cô rất tăng thầy đúng không? Thầy lý K T C N lại phân nghiệp ạ. Kỹ thuật nông nghiệp phải giáo viên chuyên ngành sinh kỹ thuật nông nghiệp hay lý cứ thầy tôi nghĩ cái thầy tôi hỏi thì tôi sẽ không trả lời được vì phân công giáo viên và hiệu trưởng nhà trường phân công ạ, phải hội hiệu trưởng nhà trường ạ. Thế thì ở đây tôi cũng nghĩ thế này, thì đấy là điều vấn đề cũng biết là có thể thêm công việc đào tạo không cho một người công nghệ nhưng vẫn cần phân công đến công nghệ chẳng hạn như một người đồ đồ đấy với một tình huống đồng với quận Hà Nội thì thậm chí là có rất nhiều thầy cô dạy toán ngồi dưới của trường lớp
và sau khi các thầy cô vừa bảo là sau khi em nghe tập thầy cô một xong này về em xin chạy thẳng sang một người em dẫn nước nữa ở đây đấy rồi thôi, nhưng mà thứ tôi bảo là thế này, với cái kiến thức rất là phổ thông như thế này thì thầy tự tin là với cái năng lực của thầy cô, nếu thầy cô thực sự cầu thị thì thầy cô hoàn toàn có thể tiếp cận để dạy những cái nội dung trong môn tiếng Anh được. Cái mà chúng tôi lo lắng không phải là cái năng lực của thầy cô có dạy được hay không, mà cái mà chúng tôi lo lắng và các thầy cô đó đúng như cô đây của tôi lo lắng đó là cái tình yêu, cái niềm đam mê của thầy cô đối với môn học. Và cứ thầy cô là nếu chúng ta làm cái việc gì đó với cái trách nhiệm, với cái niềm đam mê, cái câu chuyện nó khác hẳn với cái việc chúng ta làm nhiệm vụ. Các thầy cô đã dạy nhiệm vụ, các thầy cô còn hoàn thành được bài, nhưng mà học sinh sẽ không cảm nhận được cái sự nhiệt huyết, cái năng lượng tích cực lan tỏa từ thầy cô đến học sinh, thì cái bài học cũng rất khó để có thể đạt được đến nghĩa ngữ mà chúng ta mong muốn. Thì cái mà chúng ta lo lắng không phải là trình độ chuyên môn của thầy cô, mà cái mà chúng ta lo lắng đó là cái sự đam mê của thầy cô, cái sự tâm huyết của thầy cô với công nghệ thôi. Nếu thực sự thầy cô không được đào tạo nên thầy cô cảm thấy công nghệ cảm thấy hay, cái sự tâm huyết và đam mê với nó thì thầy cô hoàn toàn tin tưởng là thầy cô sẽ có thể dạy được bài công nghệ không chỉ là hoàn thành mà có thể dùng từ thăng hoa và từ thầy cô là như vậy. Vâng thầy, vừa thầy cũng phải rằng cho các em là một trường và đã chuẩn bị rất nhiều để dạy lồng ghép sự phát triển tình ngữ sáng của cây trồng trong khoa học tự nhiên. Dạ vâng, cái này là liên bộ cả hai cái đó ạ, dự án liên bộ và hiện nay chúng ta đang đợi tại khúc thời số ạ. Trong học phổ thông thì đến giới trước các bậc tập tập huấn về dạy học là nghiêm nghiêm hơn, và một cái tập tập huấn về dạy học gắn với sức sinh kinh doanh của người thầy cô, và thầy cô được phải tập huấn hai cái đó để dạy cái thầy học của phổ thông và trung học cơ sở. Huyện Lam Pa có ý kiến rằng nội dung quyển sách phù hợp nhiều với các trường vùng khó khăn, thì hiện tại cơ sở vật chất phục vụ cho nội dung thực hành rất thiếu, nên khó khăn cho việc học và dạy thầy ạ. Vâng ạ, thưa thầy cô là thế này ạ, và trước hết là chia sẻ ý kiến của thầy cô, thì rất dần đồng tình với thầy cô ông cao tuổi vừa rồi. Tuy nhiên là cái việc thầy cô kiến nghị thì thầy giới cũng ủng hộ và thầy giới cũng luôn kiến nghị cùng với thầy cô. Nhưng mà cái này của thế giới muốn trao đổi với tôi đó là chúng ta phải làm tốt nhất có trong cái điều kiện của thể chúng ta, và chỉ cần thể tôi tâm huyết và làm những việc tốt nhất trong điều kiện của chúng ta thì thế giới nghĩ là biết tận dụng được thành công rồi. Thế giới ví dụ là cái nghề nghiệp tổng khó thì cái chuyện chúng ta chắc chắn là không có gì là khó khăn đối với tôi cô, là vì nếu mà tôi cảm thấy mình trong sống xa thì tất cả gặp rộng chuyện đó không có những cái chuyện thương nuôi con cá thì thứ của tôi cô cái tôi cũng không cần phải cũng để với nuôi. Chúng ta chỉ cần thậm chí là chúng ta cắt cái chai lan ra chỉ cần trở thành một người nuôi được thôi không? Và con cá người ta cũng có thể xuất một cá suối cái nơi mà nghèo sẽ vẫn đi qua và vẫn đá chân vào nó rồi con suối vẫn có nhiều như với nó, thì bây giờ chúng ta bắt cái con cá ở suối đó để chúng ta cho cái chai lan đi cái bộ chai trắng chê thế ra cái gì lô bô vân vân thả vài cái chồng con trong đó thì như thế hoặc là đặt trước cái bức tranh để cho nó phản chiếu ra cái này này quan trọng là cái sự tâm huyết của chúng ta gửi vào các bài học thôi. Thế thế giới cũng rất là đồng cảm, thế giới rất đồng cảm với ý kiến của tôi không? Thế giới không nghĩ là đối với lớp bảy có thể làm khó được thầy cô không? Đối với các trường học phổ thông có thể thầy cô không? Nếu có những cái bài thực hành nó liên quan đến cái tính khoa học trong cái bài đó, thế còn các bài trong công việc bảy ấy thì thầy giới xin thưa là đấy là cái chương trình đấy thầy hiểu điều đó, không để nặng cái tính khoa học trong một bài mà luôn luôn để nặng là cái giáo dục ý thức ở trong một bài bài. Thì cái trên này là thầy cô cũng yên tâm là chỉ cần ta vận động thôi là thầy cô hoàn toàn có thể đủ cái điều kiện để tổ chức dạy học mà không cần chờ đến cái những thiết bị cấp mà thầy giới trên thế giới cũng là những cái ví dụ là chẳng hạn là thầy cô có thể rằng là ở cửa thành phố thì rất thuận lợi là vì có máy chiếu có máy tính để thầy cô chiếu những người vào trung tâm xem. Nhưng mà ở thành phố thì sẽ không có được những cái thực tiễn như là cái tuần sau
như là cái trang trại để học sinh có thể tham quan, thì hơn đâu thì chúng ta có thể thay vì những cái đó thì chúng ta chụp những cái vườn rau, những cái trang trại học tự của thầy cô, những cái điện thoại của mình quay lại rồi phát cho học sinh xem trên điện thoại của mình, hoặc là chụp lại rồi phóng ra đưa ra những cái bức tranh để cho học sinh xem, thì đấy rất là hơn thực tiễn của thầy cô. Và thì thưa với thầy cô là như vậy, phải lưu ý.
Thì ở đây thì trong lớp 7 thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề khai thác đối với học sinh lớp 7 thì quá lớn. Nhưng mà cái vấn đề là khai thác và gắn với học sinh chủ quyền ấy, thì cái vấn đề đấy cũng cần giáo dục về học sinh. Và đây là cái vấn đề mà nó cũng có tính thực sự. Thì là chúng tôi còn học công nghệ hấp dẫn hơn. Thì khi mà làm chương trình của chúng tôi, thì cái nội dung đó là đã gắn với cái điểm công nghệ chủ quyền đặc thù. Và trong cái viết sách thì có đề cập không có nhiều, chỉ có một tí thôi. Và chủ yếu là không đi vào cái kỹ thuật, mà chỉ đi vào cái vấn đề ý thức thôi. Tức là cái việc mà khai thác nguồn lợi thủy sản ở ngoài biển khơi, nên biết cách để biến đổi nguồn lợi thủy sản, chúng ta còn thể hiện cái ý nữa, đó là bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của chúng ta. Thế thì có cái ý như vậy thì xin trình bày với thầy cô để thầy cô rõ hơn về chuyên môn. Thế còn về mặt thầy cô bố trí dạy dạy thế nào cho hợp lý thì xin thầy cô cũng mạnh dạn. Thầy cô cũng trình bày dạng và mà thì thầy cô có thể thấy là ở đây thì thầy cô nhận định tôi biết là có đúng như thầy cô không, thì tôi bảo đọc trong chương trình thì tôi thấy rằng là cái phần lâm nghiệp và phần thủy sản là một, phần chăn nuôi và phần sản xuất lâm nghiệp và phần trồng trọt là một, phần chăn nuôi và phần sản xuất là một. Thì thưa quý thầy là thế rồi là nguyên viên chương trình và cái việc đấy là vậy, nó cũng có rất nhiều lý do ở đây là cũng tiết kiệm thời gian ở đây và nó có rất nhiều lý do và nhưng mà trên thực tế thì về tính khoa học thì nó giống như thế rồi mà chỉ mới biết thầy cô và cô Nguyễn Thị Bích Vy là nhiều kinh nghiệm khác và thầy trả lời hay quá, cảm ơn cô Mai Trang cho câu hỏi rất là vui là thầy lấy cái giải đáp cá. Nếu như là lấy giải đáp cá thì từ vòng điểm thôi, còn trong sách là mấy những cuốn giấy là gì bắt cá thì thôi. Thưa cô Sư Vinh, nhưng khi có sự giúp đỡ của cha mẹ các cháu rất có thể giúp đỡ của cha mẹ thì các cháu rất có trách nhiệm với việc của mình. Còn vấn đề tiền kiếm này thì thấy là sự đúng thêm cho đỡ lý rồi hiểu ý kia hơn đó là thế này ạ. Đúng rồi, thầy giáo giáo rất là chính xác. Đối với những em học sinh mà những người mà chúng ta thấy học sinh là khi mà dạy vừa một cái phần thực hành tiên ghép rất thú, nhưng mà lớp học thì tiên ghép lại cho nó khác đi lại lo vân thôi. Thì các thầy cô có thể tăng cái giờ dự án trong những dự án trong giáo dục thôi nhé. Thầy cô thậm chí có thể giảm thấp cái học sinh tiết. Thì có những cái tiết khác thầy cô bớt nó đi. Là vì khi mà dự án trong giáo thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con là lớp đất ở trong cái bài trong giáo luôn. Thế rồi có cái phần về chăm sóc cây trồng, thầy cô hướng dẫn ra luôn. Chăm sóc cây tươi thì tươi như thế này, thầy cô hướng dẫn ra một con trong đó. Thì thứ của thầy cô là chúng ta hoàn toàn có thể làm cái việc như vậy. Thì chúng ta giảm ở dưới thì phải tiến hết lên đi. Tất nhiên là thế giới không có tất cả các thầy cô thầy cô nhất. Và đây là chúng ta vẫn dụng tùy thuộc vào một tình hình thực tiễn. Thế nào đã đạt được hiệu quả cao nhất trong một trình dạy học. Có ý kiến là có câu hỏi rằng là một năm học có 4 dự án nhưng mà chỉ chọn một học kỳ một dự án được không ạ? Thưa quý thầy là từ một năm học có một dự án thì không thể lấy được công việc của thầy đọc đọc đâu đâu, nhưng mà thưa quý thầy là làm ở trong thế giới thì chỉ cần để một dự án thôi ạ, đó là dự án rau. Thế nhưng mà thế giới tách hai cái bài thực hành và thế giới với cái mục tiêu là như thế này. Là vì có những nơi ví dụ như ở Trường Sa, Hoàng Sa là cái cô không có thể ở Hoàng Sa, Trường Sa không thể ở đây. Nhưng mà Trường Sa, Hoàng Sa thì thưa cô là cái việc thực hiện cái việc ở trong rau có thể nói là cực kỳ khó khăn. Cho nên chắc chắn cô cũng sẽ làm quy mô vô cùng nhỏ nhỏ. Đó là vì thưa quý thầy là chỉ cần đem rau ra trưng bày ở ngoài sân trường thôi. Thì với cái hơi nước biển bay lên đã làm chết rau rồi cô. Chưa kể việc khó khăn khác, nước lưới, lấy đâu nước đường họ, vân vân. Tận trọng thì có thể đưa ra thì ra, nhưng mà nước lưới là cái vấn đề hàng ngày. Thì vậy đến cái việc, thế giới nghĩ là sẽ có những khó khăn. Thì nhưng mà ở Trường Sa, Hoàng Sa, cái việc nuôi về bé cá, thì nước lại rất thuận lợi. Thì vậy nên thế có thể không cần dạy cái dự án trồng rau một cách thật hoành tráng, mà dạy
ở cái mức độ khiêm tốn nhất có thể đảm bảo điều kiện đạt thôi. Còn lại thì thời lượng chúng ta lại có thể dành cho cái dự án nuôi cá cặp nhà hạn thì nó lại phù hợp hơn. Đó là vậy nên là người ta tách ra cái bài bài thực hành và để cho tôi có thể nhân nâng thành dự án. Còn thực tế ở trong chương trình của bài bài thì có một dự án duy nhất tính nhé. Thì theo hoàn toàn có thể bố trí một dự án có thể bố trí hai dự án là cùng quyền với tôi phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thì cô làm thế nào mà để ông sinh học cảm thấy thích thú, cảm thấy hấp dẫn, cố gắng làm thế nào mà đừng gây sức ép với em, mỗi cô đi học em cảm thấy nó nặng nề, hoặc là em mặt mê quá không công nghệ mà lại sao nhắc các bậc học khác thì bố mẹ em, thầy cô em sẽ trách giáo viên công nghệ với chúng ta. Trước đây là cái này thì tôi gọi là thậm chí là nếu cảm hóa rồi về bình thường ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục lấy đi đúng không ạ? Và quan trọng này thì tôi cũng muốn dùng thêm cái từ tiếng tiếng Việt nữa là câu đầu quan trọng nước nước của cô nghĩa là đầu quan trọng nước nước thì cái thứ của tôi gọi là theo cái quy định của chương trình 2018 thì nói cái này với chính xác này là theo cái luật giáo dục và được quốc hội ban ban hành trong đó thì có sửa đổi là để cấm để đặc biệt là chuyển đổi thẳng bằng văn bản giáo dục thì có cái quy định sau đó thì cái thông tư 33 của bộ giáo dục cũng quy định cụ thể đối với sách giáo khoa là đối với sách giáo khoa ở cấp tiểu học thì cấm thì được phiên năm sáng tiếng Việt cộng với ngữ văn ngoại là cái từ gốc đối với các trung học phổ thông các cơ sở thì phải theo là không còn bảo đảm để kiểm được nữa tức là các từ không được biến hóa và viết viên nguyên gốc gốc tức là còn không có nghĩa tiếng Việt khác hẳn tôi nhé không được biến hóa không được biến hóa thì sẽ ở tự nhiên có thể một cái từ biến hóa để được tôi nhé nếu nó không có nghĩa chúng ta sẽ chấm được biến hóa được nhưng mà nếu nó không phiên âm dẫn đến biến có nghĩa thì không được lãng để biến hóa mà có thể cái từ thể cho nên là theo của họ để tôi không được biến hóa được tôi hóa thì mới thấy là nó vất vả như thế nào. Và lại đây thì cũng thấy có những từ chúng ta thường dùng là khẩu phải chúng ta dùng oxy thì thấy rất quen thì bây giờ chúng ta đọc là oxy mà chúng ta phải đọc oxygen tương tự như vậy từ nitơ thì ta phải đọc là nitrogen thì tất cả những từ đó thì vô hóa thì tôi phải gọi nhiều việc mà mình mới thấy nó vất vả cũng dùng đổi lần này đó là cái lý do vì sao mà chúng ta thấy cái từ chúng ta dùng từ tốt gốc là như vậy thì đấy là do cái quy định của cái sách giáo khoa theo cái quy định của đào tạo từ theo bộ này như vậy thì cũng có một số nào đó có thể là có một bộ thì không có thông cảm nhưng mà chúng ta cũng sẽ cộng dần 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 cứ để tôi cũng mà cũng làm quen dần thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.